Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đậu Chí Tám Gaming. Thì hôm nay nhà phát hành đã ra thêm một sự kiện đua tốc câu cá cho các bạn nữa. Đấy, thì sự kiện đua tốc câu cá đợt này sẽ là ai bắt được nhiều cá chép nhất thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Và các bạn nhìn cái bảng này, tử thần này, mình đã câu kinh lắm rồi nhưng mà mình không có nhiều thời gian, nên các bạn đấy, các bạn ngồi cắm từ sáng đến bây giờ các bạn đã được đủ 1790 điểm rồi. Thế này thì ai mà lại được nữa, đúng không? Thế này thì không thể nào mà chiến thắng nổi các bạn. Bây giờ cái sự kiện này nó gọi là quá dễ, nó không có gì là thử thách cả. Cái sự kiện đợt này ấy, chỉ cần ai có nhiều thời gian hơn là bạn ấy, là người ấy sẽ giành chiến thắng, các bạn thấy đúng không? Không biết là các bạn câu được cái như nào, nhưng mà cứ ai nhiều thời gian hơn người này chỉ cần bận một tí hoặc là bị lắc ao là cái là người ta ở trong game ấy, người ta sẽ câu ra được con cá khác thôi, đúng không bạn? Đấy, cho nên là cái sự kiện đợt này mình thấy không công bằng, bởi vì sự kiện này chỉ dành cho những người mà nhiều thời gian chứ không dành cho những người chơi game, đúng không? Bạn nào mà câu có thể nhiều thời gian hơn là bạn ấy câu được nhiều thời gian hơn. Thế cho sự kiện lần này thôi mình xin bó tay các bạn nhé. Chứ thế mà các bạn nhìn câu 63 con như vậy là quá nhiều rồi mà mình còn không lại nổi các bạn đấy. Nhưng mà bỏ ra 10 kim cương như vậy là mình cũng lãi về được 5 kim cương đấy. Các bạn ấy, các bạn bị châm đấy. Sáng nay mình vào ấy, mình câu ấy, bạn ấy đã đứng top vèo cái, bạn đã được mấy trăm điểm rồi. Không biết bạn ấy câu từ bao giờ khi mình bắt đầu ấy mà bạn ấy đã nhiều điểm như thế rồi. Sự kiện lần này nó, bây giờ các bạn, cái sự kiện đua câu cá thì nó vừa nó phải có thời gian, nó phải có một tính thời gian và có một tính may mắn trong đấy nữa, và có một tính cần cù trong đấy nữa, đúng không các bạn? Đấy, nhiều khi có những người mà người ta không có thời gian thì người ta hên, người ta câu được con cá xịn, người ta vẫn có thể giành chiến thắng. Như thế này các bạn, như này khác gì bảo dành cứ người nào mà chơi game lâu hơn người đấy giành chiến thắng, đúng không ạ? Ai có thời gian chơi game lâu hơn thì người đấy giành chiến thắng, chứ không dành có gì để dành cho thử thách cả. Ví dụ bảo săn con heo hồng, săn heo hồng thì khó quá. Ví dụ săn con voi sát thủ đi chẳng hạn, hay con gọi là mình đấy, hoặc là có thể con cá voi trắng cũng được, mình thấy con đấy cũng là một con có thể dễ câu, cũng có thể dễ câu bình thường, cũng có tí thử thách đấy. Con ví dụ con voi trắng to nhất đi, chứ sự kiện như thế này làm sao mà ai mà làm sao mà lại được, mình câu như thế thôi mình còn không lại được các bạn này đấy. Cho nên là mình thấy sự kiện ở này là không công bằng nha các bạn nhé. Đấy là theo ý kiến riêng của mình, còn theo những ý kiến của các bạn như thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhá. Nhưng mà không sao, thì bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn một cách các bạn bỏ ít thời gian nha các bạn. Tức là mình ví dụ hai bạn mà đua với nhau cùng một thời gian và cùng một lượng câu nhất định, thì bạn nào sẽ là người câu được nhiều cá nhất, thì bây giờ mình sẽ bật mí cho tất cả các bạn nhé. Đấy, thì đầu tiên các bạn muốn câu được nhiều cá chép nhất, các bạn muốn câu lên được nhiều cá chép ấy, mình sẽ bật mí cho các bạn một phương pháp các bạn câu được nhiều cá chép nhất. Thì các bạn hãy tất mình một cái, các bạn hãy ra cái khu câu cá này, thì mình nghĩ là bạn nào chưa có thì các bạn phải ra đây, còn có rồi thì thôi. Đấy, các bạn hãy mua một chiếc cần, đó là cần nhánh cây nha. Các bạn lưu ý các bạn chỉ mua cần nhánh cây cho mình. Đấy, bởi vì sao chỉ cần các bạn chỉ mua cần nhánh cây? Bởi vì các bạn suy nghĩ đi. Đấy nhá. Các bạn cứ chỉ cần mua cần nhánh cây cho mình. Đấy, vì sao, mình lý do tại sao thì mình sẽ bảo. Giữa hai cần cùi nhất, đấy các bạn phải nhớ nhá. Con cá chép là con cá cùi nhất trong tất cả các loại cá. Đấy, cá bóng ba đấy, tức là con cá cùi nhất trong tất cả các loại bóng ba. Thì các bạn muốn câu được cá chép thì bắt buộc các bạn phải dùng cần câu đều nhất. Đấy, các bạn dùng cần câu đều nhất thì tỷ lệ ra cá đều nhất của các bạn càng cao. Đấy, thì trong tất cả cần câu đều nhất của các bạn thì cần lấp lánh và cần đánh cây là hai cần đều nhất. Tại vì sao không dùng cần câu xịn? Để các bạn, nhiều bạn có thắc mắc là tại sao dùng cần câu xịn, thì các bạn sẽ tỷ lệ ra cá chép vàng vương miện sẽ cao, và một con cá chép vàng sẽ được x2 điểm, đúng không các bạn? Một con cá chép vàng vương miện các bạn sẽ được một con cá chép là các bạn sẽ được x2 vương miện, đúng không? Vương miện là các bạn được x2 điểm, đúng không? Được 20 điểm. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ đi, các bạn hãy đọc dòng viện, mình chỉ cần đọc đến cần câu vàng thôi, mình chưa nói đến cần câu vương thuật nhá. Cần câu vàng sẽ tăng 40% cơ hội nhận được cá huyền thoại, và 40% tăng cơ hội nhận cá quý hiếm và bắt được cá mini, và tăng 100 cơ hội thành công. Thì các bạn nghĩ đi, bây giờ 40% tăng cơ hội nhận được cá quý hiếm và cá mini, thì cái số thời, tức là cái số bóng cá mà các bạn xuất hiện ý, nó phải chia cho cả cá mini này và cả cá quý hiếm nữa. Mà trong cái bể, mà trong cái bể của cái đá ấy, thì cá trong cái bể và tất cả các hồ mà để câu được cá chép ấy, thì các bạn suy nghĩ đi, các con cá hiếm đa số là cá bóng 1 và cá bóng 2, nó sẽ ra cá xịn. Cá bóng 3 nó rất ít cá xịn, cho nên là nếu như các bạn dùng cần câu xịn này thì tỷ lệ bóng 1, bóng 2 các bạn sẽ xuất hiện lên rất là nhiều, và không có xuất hiện bóng 3, và bóng 3 là bóng cá chép và cái bóng cá nó cùi nhất. Đấy, đây là lý do các bạn không nên dùng cần xịn để các bạn đi săn cá chép nha. Các bạn phải dùng cần đẻo nhất cho mình, thì hai cần đẻo nhất là cần câu lấp lánh và cần câu nhánh cây.
Nhưng mà tại vì sao mình lại chọn lựa chọn cần câu nhánh cây? Bởi vì cần câu nhánh cây nó sẽ không lên cá mini và nó chỉ lên cá bóng to thôi. Đấy, thì tỷ lệ có các bạn ra cá bóng 3, cá chép nó sẽ lên đến cao nhất. Các bạn thấy không? Tỷ lệ ra cá chép cao nhất. Và nếu như các bạn dùng cần câu lớp lánh thì các bạn có thể ra cả cá mini nữa. Thì các bạn bị chia, tức là trong hai cần đẻo này thì ví dụ cái cần câu cần nhánh cây tỷ lệ ra cá chép là 100% đi, thì cần câu sao lớp lánh này nó tỷ lệ chỉ ra được bằng 50% của cần câu nhánh cây thôi, bởi vì nó phải chia thêm cả phần trăm dành cho cá mini nữa, các bạn hiểu không? Đấy, thế cho nên là các bạn hãy lựa chọn cần câu nhánh cây là cần câu lựa chọn hợp lý nhất để các bạn đi săn cá chép nha. Đó, thì các bạn thì đây mình đã sáng nay mình đã sắm được rồi này. Đấy, mình câu có một chút thôi mà các bạn kia, các bạn đấy mà câu từ sáng đến bây giờ các bạn đánh được 1790 điểm mà mình câu chỉ có một lúc thôi. Đấy nha, mình câu chưa đầy một tiếng các bạn ạ mà mình đã được nổi 630 điểm rồi. Thì các bạn biết cái tận dụng của mình câu như vậy là quá trời như nào. Đấy, đấy là về lựa chọn cần câu nha. Đấy là về lựa chọn cần câu để các bạn câu được cá chép nhiều nhất. Đấy, còn vị trí câu thì các bạn nên nhớ vào Fiction Mail cho mình. Các bạn nên nhớ các bạn vào Fiction Mail hoặc là Live Friend cũng đều được. Hai vị trí này thì đều ngang như nhau. Tại vì sao mình không lựa chọn ở trong mail hay là Live Friend? Bởi vì các bạn suy nghĩ đi, ở trong lượng Live Friend và Fiction Mail và ở khu nhà của mình, tức là ở nhà ở của mình, là hai vị trí mà các bạn có thể câu được cá chép nhiều nhất. Trong camping thì không nên nha. Tại vì sao mình không nói là không bỏ các bạn vào trong camping thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn đây. Đây nhá, trong Fiction Mail, trong Life Land và trong khu nhà ở của mình là hai khu dễ ra, và cả khu camping nữa là ba khu dễ ra cá chép nhất. Đấy, và cả cái khu hometown nữa là khu dễ ra cá chép nhất. Đấy. Nên tại vì sao mình lại bảo các bạn vào khu ở Mail hoặc là Life Land? Bởi vì các bạn tính đi, bởi vì trong Mail và Life Land bóng 4, bóng 5 sẽ là con bóng 5 nó sẽ là ra con cá heo hồng. Thì cái tỷ lệ ra con cá heo hồng nó cực kỳ khó luôn, nó tỷ lệ nó rất là khó. Tỷ lệ của nó sẽ bằng 1/10 hoặc 1/2 hoặc là 1/50 của con cá sấu, các bạn hiểu chưa? Thì nếu như các bạn dùng cần câu gỗ này mà các bạn câu ở khu nhà của các bạn ấy, đấy, hoặc là khu trong khu camping, mà trong khu camping cái bóng 4 của các bạn ấy là cái những con cá nó cực kỳ dễ lên. Đấy, nó dễ lên hơn cả cái bóng 4 ở trong khu nhà của các bạn hoặc là trong khu Life Land. Cho nên nếu như các bạn mà dùng cần câu gỗ ở câu trong khu camping thì tỷ lệ bóng 4 của các bạn lên rất là nhiều. Các bạn sẽ không được tối đa tỷ lệ lên bóng cá chép. Đấy. Còn nếu trong khu nhà mình và trong khu Life Land và khu camping thì tỷ lệ cá sấu nó lại lên dễ hơn cái con cá heo hồng gấp 1/, tức là dễ hơn gấp 50 lần lên con cá heo hồng. Đấy, cho nên nếu như các bạn câu ở trong nhà các bạn ấy thì các bạn vẫn có tỷ lệ ra bóng cá sấu rất là nhiều, các bạn sẽ bị mất đi các bóng con cá chép. Đấy, cho nên các bạn hãy vào khu camping, bởi vì con cá heo hồng này nó cực kỳ ra khó, cho nên là các bạn tỷ lệ các bạn chỉ ra cái bóng 3 là nhiều thôi. Đấy, thì ra bóng 3, mà bóng 3 ở đây thì đa số đều là cá chép, một là cá chép, hai là nó đa số mà các bạn dùng cần gỗ các bạn câu như này ấy. Một là ra cá chép, hai là ra cái đồ phế thải. Thế cho nên là auto là các bạn câu bóng 3 sẽ ra cá chép tỷ lệ là cao nhất. Các bạn hiểu không? Đấy, thế cho nên là các bạn hãy dùng cần câu gỗ, các bạn câu ở trong Life Land hoặc là câu ở trong trong khu gọi là gì, Fiction Mail này. Đấy, hai khu này là các bạn có thể săn cá chép đỉnh nhất. Ôi, lên vương miện luôn, và mình đã được x2. Đấy các bạn không? Đa số các bạn ra bởi vì trong cái hai cái hồ này loài cá đẻo nhất của nó sẽ là nào thì cá thủy tinh, những đứa con gì đục ấy, với lại con cá chép là những con cá đẻo nhất. Mà các bạn đã dùng cần câu đẻo nhất rồi mà câu ở cái chỗ mà nó sẽ nhiều con cá đẻo nhất như này thì chắc chắn là auto các bạn ra cá chép là nhiều, đúng không? Đấy các bạn thấy không? Chỉ ra cá chép là nhiều thôi, mình đã lên hạng 10 luôn rồi này. Các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn hãy sử dụng cho mình cần câu gỗ và câu ở Life Land hoặc Fiction Mail là hai vị trí. Như những bạn như các bạn này ấy, các bạn dùng cần câu vàng trong một bể mà các bạn quá nhiều cần câu vàng, cần câu xịn như này thì tỷ lệ ra cần câu vàng và cần câu xịn của các bạn đấy sẽ ra nhiều cá xịn hơn của mình. Đấy, thì cho nên là cá đẻo mình dùng câu đẻo, cho nên tỷ lệ cá đẻo nó sẽ về mình đa số là hết, bởi vì các cần câu xịn của các bạn ấy đã câu hết loại cá xịn rồi.
thì bây giờ nó chỉ còn tỷ lệ cá đẻo thôi, và mình lại dùng cần câu đẻo thì tỷ lệ câu cá đẻo của mình nó lên đến mức độ là tối đa rồi, nên là đa số của mình sẽ ra chép thôi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, các bạn câu như vậy thì chả mấy mà các bạn sẽ được lên top đâu. Đấy, mặc dù các bạn kia câu trước nhưng mà tỷ lệ cá chép của các bạn ấy ra tần số ít hơn, nhưng tần số của các bạn ra cá chép nhiều hơn thì các bạn vẫn đuổi được bình thường. Đấy, các bạn hãy bỏ bóng 1, bóng 2 hết đi cho mình. Đấy, bóng 1, bóng 2 các bạn chỉ câu bóng 3 thôi, và bóng 3 các bạn chắc chắn là auto ra cá chép rồi. Đấy, như ở những cái hồ này bóng 3 nó vẫn còn có cá tầm trung nữa, tức là cá hiếm, hơi hiếm, cá hiếm. Đấy, nó còn có cá hơi hiếm và cá hiếm nữa. Cho nên nếu như các bạn dùng tấn câu vàng ấy thì nó vẫn tỷ lệ ra cái cá hơi hiếm rất là nhiều, và các bạn rất dễ là lên cả bóng 4 của những con cá hổ nữa. Đấy, cho nên là ra cá chép nó sẽ rất là ít nha các bạn nhé. Cho nên các bạn cứ dùng cần câu gỗ cho mình cho nó tỷ lệ ra cá chép nó là cao nhất cho mình. Đấy, mặc dù các bạn dùng cần câu vàng và cần câu phép thuật thì cá chép của các bạn câu lên nó tỷ lệ ra vương miện nó cao đấy, nhưng mà nếu như các bạn ví dụ 10 phát thả câu các bạn mới ra một con chép vương miện ấy, còn không bằng mình câu 10 phát nó đều ra cá chép cả, đúng không các bạn? Đấy, đây là các bạn hãy dùng cần câu gỗ nha. Đấy là mình thấy cần câu gọi là tuyệt đối nhất. Đấy, rồi đấy là bật mí của mình chỉ đến đây thôi, còn clip ngày hôm nay mình chỉ bật mí cho các bạn rồi. Chúng ta cùng mong là các bạn sẽ đua được tốt thành công với cái sự kiện lần này, là cố lên nhiều nha. Chứ mình là mình bó tay rồi, chứ mình nhìn cái con số 1.700-800 điểm này là mình chịu thua. Mà hình như là đến cái số 1.790 điểm này là tối đa rồi sao ấy, bởi thế các bạn ấy không lên nữa. Có khi các bạn chỉ cứ câu đến 1.790 điểm này là có khi các bạn được vàng hết đấy các bạn. Cho nên là các bạn kiên trì đi, mình thấy nguy cơ lắm các bạn.